còn 2 tháng nữa, cô sẽ kết hôn với một người đàn ông tên là Việt. Nhưng cô không hoàn toàn tin tưởng anh ta, có đúng không? Cô Dâu Đại Chiến phần 1, đó là lý do vì sao mà hôm nay mình quyết định là sẽ đến để dự công chiếu Cô Dâu Đại Chiến phần 2. Bởi vì những cái diễn viên trong phim thì được chọn lựa rất là kỹ và toàn là những cô gái xinh đẹp mà mình rất là thích. Và đặc biệt là mình cũng rất là thích phim Scandal nữa. Nên là mình cũng cảm thấy hồi hộp khi mà xem phim này, thì không biết là có những cái tính chất hấp dẫn như là cái phim của trước đây của Victor Vũ hay không. Trong phim này thì có hai nhân vật mà Ly rất là kỳ vọng và rất là thích. Đó là diễn viên Vân Trang, thì là một diễn viên mà Ly thấy rất là có triển vọng. Và thứ hai nữa là ca sĩ Maya. Thì Ly cũng muốn xem là ca sĩ khi mà lên hình và đóng phim, nhất là phim trước của chị thì đã rất thành công rồi. Thì phim này không biết là chị sẽ diễn như thế nào, Ly rất là kỳ vọng vào phim này. Mẹ rất là yêu thích vai diễn này, vai diễn này cũng là một vai diễn rất là dễ thương. Có thể nói trong bộ phim này thì đồng đều tất cả các diễn viên, ai ai cũng đều rất là mỗi người một màu sắc để tạo nên cho bộ phim có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ. Và chắc là quý vị xem phim thì quý vị sẽ thấy Vân Trang rất là hồi hộp. Tại vì khi mà ngồi chung rạp cùng với khán giả thì xem một bộ phim thì nó sẽ khác hoàn toàn khi mà mình xem một mình. Cho nên là mình hồi hộp lắm, hồi hộp chờ đợi là không biết là những cái phân đoạn mà của mình thì khán giả sẽ đón nhận như thế nào. Và một cái ồ lên của khán giả, hoặc là khán giả cười, hay là khán giả vỗ tay, là mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong Cô Dâu Đại Chiến 2 thì ngoài những cái yếu tố hài hước, những cái tình huống vui nhộn, thì có một cái thông điệp về tình yêu khá là đặc biệt mà Victor muốn gửi cho mọi người, và mong là khán giả khi xem xong sẽ cảm nhận được cái thông điệp đó. Mày mê theo những điều ngu ngơ, em dại khờ làm tan vỡ. Phim Việt Nam đầu tiên mà mình cảm thấy thực sự rất là hay, và mình đón chờ, rất là muốn đón chờ những bộ phim tiếp theo của đạo diễn Victor Vũ. Có thể nói là từ đầu năm đến giờ thì đây là bộ phim mà làm cho mình bất ngờ nhất, và thực sự là rất hay, cuốn hút từ đầu đến cuối. Những chi tiết thì cực kỳ bất ngờ, và tất cả các nhân vật trong phim thì đều rất là tròn vai. Cảm giác đây là đúng không? Một bộ phim rất là thú vị về đề tài tình yêu mà nó có một cái kết cục mà khó có thể đoán trước được. Tôi nghĩ rằng là các bạn nên đi xem bộ phim để đến khi bộ phim kết thúc thì các bạn cũng sẽ vỗ tay cho chúng tôi. Phim hay, phim hay.